Hello guys, cô Phương xin chào tất cả các con. Các con 2003, các con 2004, các con 2005 yêu quý, chúng ta đã sẵn sàng để đến với bài học tối nay của chúng ta chưa? Ok, như các con cũng có thể đã thấy là cô vừa mới gửi cho các con cái lịch livestream tuần này của chúng ta đúng không? Và khi mà nhìn cái lịch livestream thì chắc là các con cũng để ý thấy mấy cái điểm như sau này. Điểm thứ nhất là cô đang bắt đầu hướng dẫn các con trong tuần ấy là những cái tiết học về các cái chủ đề trong sách giáo khoa, được không? Mặc dù là năm học mới chưa bắt đầu nhưng mà học sinh của cô Phương là mình đã bắt đầu chạy trước rồi. Và vì mình chạy trước như thế này cho nên là sắp tới mình sẽ dư dả nhiều thời gian để mình ôn tập thêm cho những cái bài ôn giữa kỳ, bài ôn cuối kỳ, rồi là ôn luyện sớm cho kỳ thi Trung học Quốc gia, là chúng ta sẽ ôn luyện rất là sớm. Như thế thì các con sẽ đỡ áp lực hơn vào cái giai đoạn cuối của năm học này, được không ạ? Và đây là điều cô có thể làm được cho 2003. Còn 2002 thì chúng ta vẫn là phải rất là vất vả ở cái giai đoạn cuối, đúng không ạ? Nhưng năm nay là 2003 thì cô đã rút kinh nghiệm ngay từ đầu, là chúng ta chạy sớm ngay từ đầu để các con có được cái thời gian học tập nó nhàn nhã hơn, nó bớt áp lực hơn. Biết đâu nó lại hiệu quả hơn và giúp các con có thể yêu tiếng Anh hơn thì sao, đúng không? Nếu các con để ý cái lịch livestream tuần này, cô có livestream về thứ nhất là chương trình ở trong sách giáo khoa này. Cái thứ hai đó là cô có cái chương trình học từ vựng, học từ vựng tích cực vô cùng là quan trọng, đúng không? Các anh chị 2002 chắc chắn là nếu như các con hỏi các anh chị review về các khóa học cô Phương thì cô có cái chương trình học từ vựng rất là hiệu quả cho các con, đúng không? Đấy, thì các con nếu như các con đăng ký khóa Pro 3M và Pro M Plus của cô Phương nhé, thì các con sẽ được học, năm nay là cô sẽ đưa ra một cái chương trình học từ vựng chuyên sâu. Cụ thể là trong tháng sau cô sẽ xuất bản ra một cái cuốn sách mới trong năm nay để phục vụ cho các bạn 2003, 2004, 2005. Đó chính là một cuốn sách 20 chủ đề từ vựng vô cùng hay, vô cùng quan trọng nhé. Đấy, và cô sẽ trích dẫn dần sách ra để hướng dẫn cho các con trong ngay trong tuần này, là mình sẽ bắt đầu học trước cái bài đầu tiên của cái sách này, thì đó chính là chủ đề về chủ đề giáo dục, education. Và cô có 20 chủ đề. Với 20 chủ đề này thì khẳng định đảm bảo luôn là những bạn học cái sách này thì sẽ đủ từ vựng để khả dĩ đối phó với lại là kỳ thi Trung học quốc gia sắp tới. Ok. Cái phần thứ ba các con có thể thấy là năm nay cô đang đưa thêm cho 2003, 2004, 2005 một cái vũ khí mới nữa, đó là một cái chương trình học phát âm hàng tuần với giáo viên nước ngoài. Giáo viên nước ngoài ở đây trong tuần này thì chúng ta sẽ được làm quen với một cô giáo. Đấy, cô và cô giáo sẽ hướng dẫn các con trong hai buổi học phát âm của tuần này. Và đây là những cái chương trình học có thể nói là rất hiệu quả cho các bạn là theo dõi page của cô Phương. Cho nên là cô mong rằng là các con sẽ luôn luôn là các con là top fan của page của cô Phương, bởi vì cô Phương yêu các con và cô Phương dành ra hết tất cả những cái tâm huyết trong cái việc giảng dạy của mình để đưa ra cho các con những cái chương trình học tốt nhất. Đúng không nhỉ? Các con có yêu cô Phương không đây? Cô chào bạn Lộc, cô chào bạn Mỹ Linh. Xin chào các con nhé. Ok. Đấy chưa? Chương trình học tuần này của chúng ta có hành chương trình phát âm với giáo viên bản ngữ và giáo viên nước ngoài. Một số giáo viên ở, thực ra đó là những người bạn, thực ra là đây là những cái người bạn của cô Phương, thì cô mời được các giáo viên với các cái accent khác nhau. Đấy, ok. Để các con sẽ học phát âm với các giáo viên. Đấy, được chưa? Ok. Rồi, cho nên là các con sẽ chú ý theo dõi, và nếu như các con đang cần cải thiện cái khả năng tiếng Anh của mình thì chúng ta hãy theo dõi và đặt page của cô Phương lên top 1 luôn nhé. Được chưa? Rồi, ok. Như vậy đây là một cái chương trình học rất là toàn diện cho các con này. Đó là các con sẽ có cái chương trình học tập bám sát với sách giáo khoa, bám sát với nội dung thi, với cái nội dung chuẩn bị về từ vựng rất là tốt, và có cả thêm cái phần phát âm nữa. Đấy, như cái này là những cái nội dung mà cô soạn cho ở trên page. Còn ở trên khóa học thì sao? Ở trên khóa học thì chắc chắn rằng là các bạn tham gia khóa học thì chúng ta sẽ được học ấy, đấy, những cái bài chuyên sâu hơn. Cụ thể đó là với những cái bài luyện phát âm cũng như là học từ vựng. Đấy, thì năm nay là các khóa Pro 3M, Pro M Plus cũng có thêm một lượng là giáo viên bản ngữ sẽ tham gia cùng với cô Phư để giúp cho các con học khóa của cô Phư ấy, là chúng ta sẽ luyện nghe thêm và học những cái từ vựng cần thiết với chương trình, rất là sát với chương trình sách giáo khoa.
Các con được học, các con sẽ được nghe thêm rất nhiều những cái bài nghe và giáo viên sẽ đưa ra những cái bài dạy ấy để các con nhớ hơn về từ vựng, cực kỳ là hay. Năm nay là năm đầu tiên cô khai thác cái chương trình này trong khóa ProBummer, ProBummer Plus. Đấy chưa? Cho nên là tất nhiên là các con tham gia khóa học là sẽ có được cái lợi thế hơn hẳn so với ở trên page. Đấy chưa? Ở trên page nếu như các con nghĩ đang rất là hay rồi ấy thì ở ProBummer, ProBummer Plus thì nó còn hay hơn thế rất rất nhiều. Đấy, hay hơn, đủ hơn và chắc chắn là có nhiều cái lợi thế hơn rất là nhiều nhé. Vì thế những bạn nào mà chưa sở hữu ProBummer, ProBummer Plus thì cô muốn khuyên các con là nên mua ngay, mua sớm đi, được chưa? Mua ngay, mua sớm đi, các con sẽ không bao giờ phải tiếc cái khoản tiền bỏ ra đầu tư cho hai khóa học này của cô Phư đâu. Bởi vì là chắc chắn là những cái gì các con nhận được sẽ vô cùng là tuyệt vời, được chưa? Và năm nay là cô đang đưa ra thêm những cái vũ khí mới rất là tối tân cho 2003. À, có lẽ là các con sẽ không tìm thấy ở đâu cả, đúng không ạ? Đấy là những cái gì mà cô có thể dành tới cho các con là những cái điều rất là tuyệt vời nhé. Ok, nào bây giờ đủ quân số rồi là mình sẽ bắt đầu học này. Hôm nay cô sẽ chữa cho các con cái chủ đề từ vựng ấy của Unit 1, chương trình sách giáo khoa thí điểm của chúng ta, đó là bài số 1, Life Stories. Ở tuần trước thì cô đã hướng dẫn một cái tiết học ngữ pháp của cái bài này rồi. Thì không biết là các con còn nhớ cái tiết đó không? Bạn nào mà chưa học cái tiết ngữ pháp đó thì chúng ta quay trở lại page và theo dõi lại giúp cô nhé. Đó là về ngữ pháp của Unit 1 thì chúng ta được học về cái sự hòa hợp về thì. Đấy, sự hòa hợp về thì liên quan đến các thì ở trong quá khứ. Và một cái kiến thức thứ hai đó là kiến thức về mạo từ. Đấy là hai kiến thức các con cần phải nhớ trong cái bài Life Stories này. Đấy ạ. Thế còn về từ vựng thì sao? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần từ vựng. Đấy ạ. Mình sẽ cùng đến với phần từ vựng của cái chủ đề này nhé. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào câu số 1 này. Martin Luther King devoted his life to the voting right for black people. Ok, câu hỏi từ vựng thì bốn đáp án của chúng ta đều là từ vựng thôi. Cho nên là chủ yếu là chúng ta sẽ phải dịch ra ở những cái câu như thế này. Đúng không? Martin Luther King là đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cái gì? Ở đây nhớ giúp cô cái devoted to là cống hiến nhá. Cống hiến cuộc đời cho cái gì đấy. Thì cho cái gì đấy ở đây là the cộng với danh từ. Và ở đây chúng ta có effort là nỗ lực. Đúng không? Realization đó là cái sự nhận ra. Achievement đó là cái thành tựu hoặc là cái sự đạt được. Performance đó là cái sự thể hiện. Ok, sự thể hiện. Ví dụ như là một bạn học sinh học rất là chăm nhưng mà đi thi thì lại có một cái poor performance, tức là một cái sự thể hiện tồi ở trong cái bài thi. Thì đấy là một điều rất là đáng tiếc. Nhưng mà cái này ấy, poor performance chẳng qua là bởi vì là bạn này là ít thi thử thôi. Đúng không? Ít thi thử quá đúng vậy. Ok, câu này thì mình sẽ chọn từ gì đây các con nhỉ? Chọn từ gì ạ? Ok, bạn Tuệ Minh chọn đáp án C, đúng rồi ạ. Đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là đáp án C nhé. Achievement, sự đạt được ạ. Cống hiến cả đời mình cho cái việc đạt được, đó là cái quyền bầu cử nhé. Right ở đây là quyền. Quyền. Right, ở đây là quyền. Quyền bầu cử cho người da đen. Được chưa ạ? Đấy, đóng góp nhé vào cái sự đạt được của cái quyền bầu cử. Rồi sang câu số 2 đi ạ. His father used to be a professor at the university. Ok, nào, là một cái giáo sư nổi tiếng, lỗi lạc nổi tiếng thì chúng ta sẽ dùng từ gì? Ok, lỗi lạc nổi tiếng thì chúng ta sẽ dùng từ gì ở đây ạ? Cái này nó cũng chỉ là nằm trong cái kiến thức cơ bản của bài Unit 1 này. Chúng ta có cái confusing words giữa từ distinguished và từ distinguishable. Ok, cô còn có từ distinguishable. Đấy chưa? Đấy, và chúng ta cũng có cả từ distinct. Distinct này thì mang nghĩa là rõ ràng, khác biệt này. Từ này mang nghĩa là rõ ràng. Được chưa? Rõ ràng, khác biệt. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta có từ distinctive. Từ này thì mang nghĩa là dễ. Gọi là đặc biệt đấy ạ. Có thể nói là đặc biệt hoặc là để phân biệt được. Để phân biệt. Ok. À, còn giữa hai cái từ này ấy, thì chúng ta có từ distinguished. Tính từ này mang nghĩa là lỗi lạc này. Đấy. Tính từ này mang nghĩa là lỗi lạc này mà gọi là được phân biệt, tức là một cái người ở đấy mà được phân biệt tức là rất là ưu tú, rất là lỗi lạc. Từ này nghĩa là ưu tú, lỗi lạc. Được chưa?
Và ngoài ra mình cũng có một cái từ nữa, đó là distinguishable này, thì có nghĩa là có thể phân biệt được, có thể phân biệt được, có thể phân biệt được, được chưa? Đấy nha. Thì ở đây các con phải nhớ giúp cô cái sự khác biệt giữa các cái tính từ này. Thế bây giờ với từ giáo sư lỗi lạc thì chắc chắn là đáp án D này rồi, đúng không? Distinguished. Đúng chưa, đúng chưa, đúng chưa? Được chưa? Chúng ta comment đáp án giúp cô đi ạ. Comment đáp án giúp cô đi nhé. Mỗi một lần các con comment là một lần các con nhớ hơn. Vì thế cho nên là khi cô giảng như thế này, đúng không? Thì các con comment giúp cô. Ví dụ các con comment là ok, distinct là rõ ràng, distinctive là để phân biệt, distinguishable là có thể phân biệt, và distinguished là ưu tú. Đấy, mình nhìn xong rồi mình là mình ghi xuống, thì là các con lần sau các con nhìn thấy từ này các con làm được bài ngay này. Được chưa? Học một lần mà nhớ rất lâu là khi các con ghi xuống nhá. Rồi câu số 3, Mark Zuckerberg. Cái câu này là bố anh ta đã từng là một giáo viên rất là lỗi lạc ở trường đại học, và nhiều học sinh gọi là gì đấy ạ? Gọi là thờ ông ý, tức là kiểu là thờ làm thần tượng đấy, ý là như vậy. Đúng không ạ? Câu số 3, Mark Zuckerberg's enormous success has taken a lot of hard work and, đó là cái thành công vượt bậc, thành công lớn, đúng không ạ? Chúng ta có collocation này nhớ luôn nhá. Thành công to lớn của Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg là ai ạ? CEO của Facebook, đúng không? Ấy là đã mất rất là nhiều cái sự làm việc chăm chỉ và cái gì? Chúng ta có indifference, nó là sự thờ ơ. Sự thờ ơ nhé, indifference. Dedication tức là cái sự cống hiến, được chưa ạ? Dedication, sự cống hiến. Loyalty tức là cái sự trung thành, đúng không ạ? Và reputation là danh tiếng. Thì ở đây cái thành công này là nhờ có cái sự chăm chỉ và cái sự cống hiến, đúng không ạ? Vậy mình chọn đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B. Ở trên thế giới này cô thấy rằng là thành công ấy thì bao giờ cũng bao gồm là hard work and dedication, đúng không? Ví dụ như các con nói rằng là cô Phư là một giáo viên thành công chẳng hạn, thì các con cũng có thể ghi nhận luôn hai điều, là thứ nhất là rất là hard work và tiếp theo đó là rất là dedication, đúng không? Ok, nào sang câu số 4 giúp cô đi ạ. I can't believe she didn't do anything for the company. I will and be in charge. Nào, kiến thức về phrasal verb. Tôi không thể tin rằng là cô ta không làm một cái gì cả cho công ty, và tôi sẽ đảm nhiệm lại cái trách nhiệm của cô ấy, và tôi sẽ đảm nhiệm cái vị trí này, được không? Và tôi sẽ tiếp quản đấy. Được không? Ý cái câu này là như vậy. Thì bây giờ đảm nhiệm lại cái vị trí của một ai đó thì mình dùng phrasal verb gì ạ? Ok, mấy bạn 2002 làm đúng thế ạ. 2002 lang thang ở đây làm gì đấy ạ? 2002 là học để đi thi lại phải không? Ok, cái này mình sẽ có từ take over, đúng không ạ? Take over có nghĩa là đảm nhiệm lại cái vị trí của ai đấy. Take on là thuê người, đấy ạ, thuê người, nó giống như là động từ employ. Take up là theo đuổi một cái sở thích, một thói quen. Take in thì mang nghĩa là hiểu. Hiểu, tiếp nhận, đúng không? Câu này sẽ là take over, ok? Câu số 5. During the medieval period, people were made public of being witches. Ok? Thì ở đây chúng ta có một cái collocation luôn, đó là make somebody public accusation. Cái này chúng ta có một collocation đó là public accusation. Đó là cái thời này là cái thời trung cổ ấy, có nghĩa là cái thời từ rất là lâu, rất là xa xưa rồi. Được chưa? Thì là người ta sẽ đưa ra bêu rếu trước đám đông về cái việc là những người mà làm phù thủy, thì là người ta sẽ bị đưa ra là gọi là đổ tội và bêu rếu giữa đám đông. Cái thời trung cổ là cái thời như vậy. Đấy, đưa ra bêu rếu, được chưa? Thì ở đây không phải là phàn nàn, không phải là cướp, không phải là rắc rối, mà nó là cái lời buộc tội trước đám đông, được chưa? Public accusation. Ok. Câu số 6 đi ạ. That disabled boy's victory in the race set the example. Thực ra là cái này mình đã có một cái cấu trúc luôn của chúng ta, đó là set the example, tức là làm gương, được chưa? Cái này mà nghĩa là làm gương này, làm gương, ok, là đã xong rồi. Nhưng bây giờ cô lại cần thêm một cái tính từ nữa để bổ sung nghĩa thêm cho cái từ example này, thì mình sẽ dùng từ gì? Đó là cái chiến thắng của cái cậu bé khuyết tật đó trong cái cuộc đua này đã đưa ra là một cái tấm gương sáng cho tất cả các học sinh ở trường. Tấm gương sáng mình dùng từ gì? Finest, first class, rarest hay là most convenient? Từ gì ạ? Tấm gương sáng dùng từ gì? Cái first class này là đẳng cấp, gọi là hàng đầu, đó.
Rare là hiếm. Ok. Câu này các con sẽ dùng cho cô từ find. Ok. Set a find example. Tức là đưa ra một cái tấm gương sáng nhất. Ok. Câu này đó là collocation nhé. Đấy, học giúp cô cái câu này. Dạ. Rồi sang câu số 7 đấy ạ. A once said, "It is a sweet and honorable thing to die for your country." Ok, đây là một cái nhà yêu nước đúng không? Câu này nó là câu hỏi về từ 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 loại đúng không ạ? Một cái người yêu nước, một cái nhà yêu nước thì đã từng nói rằng là hôm trước cô đã hướng dẫn các con cái tiết học từ loại về danh từ rồi, bây giờ không biết là các con đã làm được bài chưa nhỉ? Người yêu nước, câu này là thiếu danh từ đúng không? Danh từ đứng vai trò đứng ở đầu câu làm chủ ngữ đúng chưa? Mình không chọn được tính từ patriotic, tính từ yêu nước không phải đúng không ạ? Đúng không? Đấy, thì câu này mình sẽ chọn từ người yêu nước sẽ là từ gì? Từ patriot, đúng không ạ? Patriot. Patriot đó là người yêu nước, được chưa? Ok. Patriot. Người yêu nước. Thế còn patriotism đó là chủ nghĩa yêu nước này. Một cái nhà yêu nước đã từng nói rằng đó là một cái điều rất là vinh quang và rất đỗi ngọt ngào là khi có thể hy sinh mạng sống mình cho đất nước. Ok. Rồi câu số 8. He is influenced by his father and his grandfather. Câu này cũng là một collocation. Đi với influenced tức là có tác động, bị tác động lớn, tác động mạnh đúng không ạ? Anh ta bị ảnh hưởng lớn bởi bố và ông, cho nên là cái hành vi của anh ta và cái quyết định của anh ta là gần như là y hệt như là bố với ông. Ok, exactly the same. Thì bây giờ là bị ảnh hưởng mạnh, chúng ta sẽ dùng từ gì ạ? Cái từ mighty là quyền năng. Ok, mighty. Ok, cô Phư thì có đạo đúng không? Cô Phư là theo đạo Chúa. Và ví dụ như khi cô cầu nguyện chẳng hạn thì cô luôn cầu nguyện là xin Chúa quyền năng, Chúa vinh quang, đúng không? Chúa là Chúa các Chúa, xin Chúa hãy giúp đỡ con chẳng hạn. Thì dùng từ Almighty này. Ok, Lord Almighty. Đấy là Chúa quyền năng. Ok, mình tin vào quyền năng của Chúa chứ. Đây là strong, là mạnh mẽ. Và trong câu này thì các con sẽ dùng cái từ strongly này nhá. Strongly influenced tức là được ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ai cái gì. Được chưa ạ? Ở đây những bạn nào mà theo học cô Phư ấy, thì có một cái điều xảy ra, đó là những bạn nào mà quen quen học cô Phư ấy, thích học cô Phư rồi ấy, thì cô thấy có một cái điều xảy ra là các con cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cái cách suy nghĩ và cái cách làm bài của cô Phư, đúng không? Các con cứ thử nghe nhiều bài giảng cô Phư mà xem, đúng không? Đến lúc đi thi các con sẽ làm y như cô Phư làm. Đấy, những bạn nào mà xem đủ nhiều các con sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ, strongly influenced, đấy chưa? Ok. Rồi câu số 9 là gì? iPhone 7 is the latest in the field of smartphone design of Apple. Wow, cái câu này là sai bét. Ở cái này không phải là 7 nữa, bây giờ đó là iPhone 10, 12, 20 gì rồi đúng không? Cũng đã khá là lâu rồi các con ạ, là cô Phương không còn chạy theo những cái gọi là những cái sáng tạo tiếp theo của Apple nữa. Ngày trước ấy có một thời trẻ trâu đó là cứ Apple mà ra cái gì mới là phải lùng mua này nọ, tốn rất nhiều tiền. Bây giờ cô đang sử dụng một cái sản phẩm của Samsung, cô chia tay Apple rồi, cô sử dụng một cái sản phẩm của Samsung và dùng rất là tiết kiệm đó, dùng rất tiết kiệm và dùng khi nào hỏng thì thôi. Đấy, cho nên là đã qua rồi cái thời trẻ trâu đó rồi đúng không ạ? Cái này người ta gọi là sự trưởng thành đấy. Nào, bây giờ cứ cho là iPhone cái gì? X Max hả? Cái gì đấy đúng không ạ? Là cái gọi là cái sản phẩm, cái sáng tạo mới nhất, đúng không? Thì câu này chúng ta sẽ dùng danh từ gì? Câu này có dơ là mạo từ rồi, có latest là tính từ rồi, chỗ này phải là danh. Cho nên là loại đáp án B đi nhá. Được chưa? Gọi là đáp án B nhá. Creator là người tạo ra hoặc là đấng tạo hóa. Cho nên là câu này cũng không lựa chọn từ này được. Bởi vì đây là một cái sản phẩm thôi. Được chưa? Nó là một cái sản phẩm thì mình sẽ dùng từ gì? Creativity đó là sự sáng tạo. Creation đó là một cái tạo vật. Một cái tạo vật. Ở đây chúng ta có hai từ đó là tạo hóa và tạo vật. Tạo hóa có nghĩa là đấng tạo hóa, tức là cái người tạo ra. Được chưa? Còn creation tức là tạo vật. Được chưa? Còn creativity đây tức là sự sáng tạo. Sự sáng tạo. Không ai nói là cái sự sáng tạo mới nhất đâu ạ.
Người ta sẽ nói là nó là một cái tạo vật, một cái sản phẩm ấy, ý là như kiểu là một cái sản phẩm mới nhất trong lĩnh vực thiết kế smartphone, điện thoại thông minh của Apple, thì chúng ta phải dùng cái từ creation này. Được chưa? Lại cũng là nói về cái việc cô Phương cầu nguyện như thế nào đúng không? Khi mà cô cầu nguyện thì cô luôn cầu nguyện là Chúa, Ngài là creator, Ngài là đấng tạo hóa. Còn con thì con là creation, con là tạo vật của Ngài, hiểu không? Đấy, con là tạo vật của Ngài. Thế con tốt, con đẹp hay là con như thế nào thì con phó thác con vào trong bàn tay của Chúa để Chúa tạo cho con được đẹp, đúng không? Nếu như con làm theo ý con thì chưa chắc là nó đã đẹp, đúng không? Nhưng mà nếu như con xin Chúa là Chúa tạo ra con làm sao mà cho con mỗi ngày là con bớt đi những cái xấu, Ngài sửa cho con những cái xấu để con được trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt Ngài, thì đấy là cái cách cô Phu cầu nguyện đấy. Và trong đó cũng có cái gì? Creator, đấng tạo hóa. Đấy không? Chúa là đấng tạo hóa, còn con là creation, con là tạo vật. Đấy không? Câu số 10 là gì? Instinct, a great impact. Ủa, collocation thường gặp luôn. Đi với giới từ on và mang nghĩa là có tác động lớn đối với ai hoặc là cái gì, thì sẽ là cấu trúc sẽ là have a great impact on, và instinct thì mình phải dùng has, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng là have a great impact, have a great effect, hoặc là has a great influence, đều đi với giới từ on và đều mang nghĩa là có tác động. Được chưa? Có tác động lớn, tác động mạnh lên ai hoặc cái gì nhá. Không biết là các con đã quen với cái việc là comment chưa nhỉ? Lựa chọn đáp án này. Đấy, tiếp theo là phải comment này. Ok. Có một số bạn xin cô Phư nói với cô Phư rằng là cô ơi, cô tạo bảng từ vựng cho con ở các cái bài như thế này đúng không ạ? Hiện tại thì cô Phư chưa có thời gian, bởi vì là mỗi ngày livestream như thế này và thiết kế thêm cả những cái bài giảng cho các khóa học của cô Phư nữa thì hiện tại là cô chưa có thời gian để làm bảng từ vựng. Thế nhưng mà do cái gọi là cái appeal của các con đúng không ạ? Chúng ta có một cái từ gọi là từ appeal. Từ appeal thì có nghĩa là thỉnh cầu. Đúng không? Thỉnh cầu nghĩa là các con cần, đúng không? Các con cần bảng từ vựng. Thật ra thì cô thấy là các con hơi bị lười một tí, hơi bị lazy một tí. Bởi vì là thông thường cái việc mà ghi chép lại, hiểu không? Ghi chép lại các cái cụm hay là các cái từ vựng ấy là việc của các con, đúng không? Cô chỉ có mỗi việc dạy thôi chứ. Được không? Ok, nhưng mà thôi thì những đứa lười nó cũng appeal đối với cô Phư, nó thỉnh cầu cô Phư là cô làm bảng từ vựng cho các con đúng không? Có lẽ là cô sẽ tuyển thêm một anh chị 2002 nào mà đạt điểm số cao, độ cỡ 9.8 trong cái kỳ thi năm vừa rồi. Đấy, để nhờ các anh chị có thể là sẽ làm thư ký trợ lý giúp cô Phư là thiết kế thêm các cái bảng từ vựng trong những cái tiết học này cho cô Phư, thì xong rồi là gửi cho các con để các con in ra được không? Được không ạ? Để các con học cho tiện, cho dễ, có đồng ý không ạ? Ok, thì cô sẽ nhờ một chị 2002 vừa mới thi xong là trợ trợ lý thư ký thêm cho cô Phư để giúp các con học tập tốt hơn nhé. Ok, mặc dù đúng là cô thấy là các con cũng hơi lười một tí thật, nhưng mà cô thấy rằng là thật ra cũng rất thương các con, bởi vì cái thời đại ngày nay thì các con đòi hỏi, tức là các con bị đòi hỏi là phải xuất sắc trong rất là nhiều thứ, đúng không? Thì các con mới có thể compete, các con mới có thể cạnh tranh được trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay là rất là nhiều thứ. Vì thế cho nên là nó không đơn giản như những cái thế hệ trước mà ngày nay là các con bị đòi hỏi nhiều. Nếu mà bị đòi hỏi nhiều thì tự dưng là các con cũng có xu hướng là phải đòi hỏi nhiều và đòi hỏi những cái thứ tốt nhất, đúng không? Thì ở đây cô sẽ cố gắng đáp ứng các con nhé. Đáp ứng các con. Được chưa? Ok. Nào câu số 11 đi xem nào. It is the underserved that damage his life and his family. Ok. Thì ở đây câu này chúng ta có the là có mạo từ rồi, đúng không? Có underserved là có tính từ rồi. Thì dẫn đến chỗ này chắc chắn là sẽ phải là danh từ. Tất nhiên nó là như vậy, đúng không? Nếu mà danh từ thì ở câu số 11 này chắc chắn nó chỉ có một danh từ thôi. Đấy, nó sẽ là từ gì ạ? Nó sẽ là từ gì ạ? Thực ra là nó có hai danh từ. Chúng ta có từ reputation, đó là cái sự, nó là danh tiếng hoặc là sự nổi tiếng. Đúng không ạ? Sự nổi tiếng hoặc là danh tiếng nhá, reputation. Như vậy. Và chúng ta còn có một cái từ là từ repute và disrepute. Từ repute này thì nó mang nghĩa là
gọi là sự mang tiếng xấu, sự mang tiếng, bị mang tiếng ấy, người ta sự mang tiếng. Người ta có một cái collocation nữa đó là fall into disrepute, tức là gọi là bị mang tiếng xấu, hoặc là bring someone into disrepute là ai đó bị rơi vào một cái danh tiếng rất là xấu. Thì từ repute, từ repute được của chúng ta thì mang nghĩa là gọi là lời đồn, lời đồn. Cho nên là cái từ disrepute của chúng ta này nó mới là mang nghĩa đối lập, đúng không? Mang nghĩa đối lập. Từ này nó cũng có, còn có là động từ nữa. Chúng ta hay gặp cái dạng nữa là to be reputed to be something, tức là được đồn đại là gì? Be reputed to do something. Đấy ạ. Đó là được đồn đại là làm gì? Như vậy đó là tiếng tăm lời đồn, cái này là tiếng đồn xấu, đúng không? Nên câu này đó là cái sự nổi tiếng. Được chưa? Vậy trong câu này thì chúng ta sẽ lựa chọn cho cô đáp án đúng là đáp án gì? Đáp án đúng ở đây là đáp án gì ạ? Cô ấy chọn đáp án gì? Ok, thì câu này nhé. Cái từ này thật ra nó không phải là từ this under serve mà nó là undeserved. Ok, nó phải là undeserved mới đúng, đúng không ạ? Undeserved, chúng ta có biết cái động từ deserve ạ? Deserve, deserve có nghĩa là đáng, đúng không? Đáng cái gì ấy? Deserve, đáng, đúng không? Đáng, đáng cái gì đấy, đúng không? Đấy, đó là từ deserve. Thì một cái gì đấy xứng đáng người ta dùng từ deserve, nhưng mà undeserved có nghĩa là không xứng đáng. Vậy thì ở đây người ta nói rằng là một cái sự nổi tiếng mà không xứng đáng thì nó làm hủy hoại cái gia đình và cái cuộc sống gia đình của anh ta, hủy hoại cái cuộc sống và gia đình của anh ta. Đây là cái sự nổi tiếng chứ không phải là sự mang tiếng. Nếu mà sự mang tiếng rồi người ta không dùng cái từ không xứng đáng nữa, các con hiểu ý cô không nhỉ? Ok, từ này đó là undeserved. Đấy, nó là một cái sự nổi tiếng không xứng đáng chứ không phải là cái sự mang tiếng. Mang tiếng rồi thì còn không xứng đáng gì nữa, đúng không ạ? Nó là cái sự nổi tiếng không đáng. Ok, và cái điều đó đã làm hủy hoại cái cuộc sống của anh ta. Ok, sang câu số 12 giúp cô đi ạ. At the age of 50, Robbie Williams, his career after spending his 20 years playing electric guitar. Ok, câu này chúng ta có move, change, adjusted hay là stopped. Ok, move là chuyển, chuyển nhà phải không? Change là thay đổi, adjust là điều chỉnh và stop là dừng. Câu này là ở tuổi 50 thì ông này đã chắc là đã gì đấy cái sự nghiệp của mình đúng không? Sau khi dành ra là 20 năm là chơi cái guitar điện. Ok, được chưa ạ? Thì câu này mình nên dùng từ gì? Có ai dùng move career không? Không đúng không? Có ai dùng adjusted career đúng không ạ? Điều chỉnh nghề nghiệp, người ta không dùng từ điều chỉnh sự nghiệp, không dùng từ điều chỉnh, như vậy. Ở đây chúng ta có từ change và từ stopped là thay đổi và dừng. Ok. Thực ra cô nghĩ là câu 12 này thay đổi hay là dừng đều được. Thay đổi với dừng đều được, đúng không ạ? Được không? Thay đổi hay dừng đều được. Thứ hai câu này đều được nhé. Cho nên là câu số 12 này thì các con tự chọn cho cô. Đấy chưa? Guitar điện, electric guitar. Ok. Câu số 13 này. She has a wonderful voice, but unfortunately, she never gets to sing in public. Nào bao giờ cũng là có cơ hội để làm gì thì bao giờ cũng sẽ là get the opportunity hoặc là chance, đúng không? Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án D nhé. Được chưa, được chưa? Đáp án đi, đúng rồi, very good. Cô thấy rất nhiều con comment đáp án. Một số con là vẫn chưa comment đáp án cho cô đâu ạ. Ok, comment giúp cô nhé. Là cô ấy có cái giọng nói rất là tuyệt vời, nhưng không may là chưa bao giờ có cơ hội được hát trước công chúng. Ok, ở đây cũng nhớ giúp cô luôn cái cụm này. Sing in public, đó là hát trước công chúng. Yeah. Câu số 14 nhé. Michael Hart was the a Project Gutenberg, one of the longest lasting online library projects. Thì ở đây là cái người gì đấy của cái dự án. Ok. Đấy là cái người gì đấy của cái dự án là một trong những cái dự án thư viện trực tuyến là lâu đời nhất. Chúng ta có từ long lasting là một cái tính từ ghép mang nghĩa là tồn tại lâu đời. Và ở đây người ta chia các so sánh hơn nhất, người ta thêm cái đuôi AST vào sau cái từ long này thì chúng ta có longest lasting. Thì ở đây đó là một cái người sáng lập đúng không?
Đây là tác giả, đây là kiến trúc sư, đây là người cha, đây là nhà sáng lập. Đây chắc là nhà sáng lập thôi, nhà sáng lập của cái dự án này. Ok. Hy vọng là sau này các con cũng sẽ trở thành những cái nhà sáng lập. Đúng không? Còn gì vui thích hơn khi chúng ta được tạo ra một cái sản phẩm gì đó. Đúng không? Tạo ra một cái sản phẩm gì đó. Và ở đây chúng ta có thể là cái nhà sáng lập của một cái, có thể là một cái dự án nho nhỏ, đó là chúng ta sẽ đi gì ạ? Một cái dự án nho nhỏ đó là chúng ta sẽ đi gom rác ở đường phố chẳng hạn. Đúng không? Hay là một cái dự án nho nhỏ đó là quyên góp sách cho các em nhỏ vùng cao chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể sáng lập ra những cái tổ chức như vậy. Ok, là những cái dự án như vậy, không hẳn là tổ chức nhá, những cái dự án nhỏ nhỏ như vậy. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều. Rồi, câu số 15. She's not a very nice girl. She seems to enjoy the of others. Ok. Câu này có nghĩa là cô bé này không phải là một cô bé tốt bụng. Cô ta dường như thích thú trước những cái sự bất hạnh của người khác. Ôi mẹ ơi. Ok. Vui trước sự bất hạnh của người khác thì đó là một cái người ta gọi là cruelty. Đúng không? Cruel. Cruelty. Vui thích trước sự bất hạnh của người khác. Nó bất hạnh trong từ gì? Chúng ta dùng un, miss hay là this hay là in đi với từ fortune. Nào, cái từ fortune của chúng ta đó là may mắn. Đúng không? Chúng ta có tính từ fortunate, may mắn. Trạng từ là fortunately. Không may là unfortunately. Đúng không ạ? Đấy, may mắn không may. Được chưa ạ? Nhưng mà ở đây chúng ta không dùng từ unfortune. Đấy. Hết sức lưu ý là chúng ta lại không dùng từ unfortune. Mặc dù chúng ta có unfortunate, nhưng mình lại không dùng unfortune. Ok. Cái từ fortune của chúng ta ấy còn mang nghĩa là một cái gọi là một cái sự may mắn hoặc là cái sự thịnh vượng. Đấy ạ. Hoặc là mang nghĩa là rất là nhiều tiền của. Ví dụ như là cô nói rằng là ôi cái chương trình học ở trường đại học là sẽ tốn của bố mẹ tôi một cái fortune. Cost my parents a fortune. Thì cái cụm này nó sẽ mang nghĩa là tốn của bố mẹ tôi là cả một cái kho báu, đúng không ạ? Fortune nó là như vậy. Cost somebody a fortune. Đúng không? Là sẽ tốn rất là nhiều tiền, ý là như thế, tốn cả một cái kho báu. Đấy, đó là như vậy. Thì cái câu này, cái sự bất hạnh thì mình sẽ dùng từ miss fortune giúp cô. Miss fortune, bất hạnh. Ok, bất hạnh. Được chưa? À, học từ vựng cho cẩn thận nhé. Bởi vì trong đề thi các con có thể gặp những cái câu hỏi về các cái từ confusing words. Lúc đấy thì lại 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 làm sai đi nhá. Ok, câu số 16. We, the kittens, carefully and sold them for a good profit. Ok. Chúng tôi nuôi mèo con cẩn thận và bán mèo lấy cái lời lãi rất là tốt. Đấy, thì bây giờ nuôi, đúng không? Nuôi, nuôi dưỡng thì mình sẽ dùng từ gì? Chắc chắn là mình dùng từ bring up rồi, đúng không? Phrasal verb, nuôi nấng, nuôi dưỡng. Nuôi. Cho nên là cái danh từ mà cái sự nuôi người ta còn có một cái danh từ ghép lại như này đó là upbringing. Đó là sự nuôi dưỡng. Grow up là động từ dành cho một cái người hoặc là vật nào đấy mà nó lớn lên thì dùng từ grow up. Ví dụ như là the kittens grow up, đúng không? Healthily, bọn là mèo là lớn lên rất là khỏe mạnh. Đúng không? Ví dụ như vậy. Rose, rose là nội động từ. Nó là quá khứ của động từ rise là mọc lên, tăng lên. Arose, chúng ta có arose là phân từ của arise. Ok. Arise là nảy sinh. Arise là nảy sinh. Arouse. Không, thực ra là nó là không phải là của arise, nó là của từ arouse luôn. Đấy chưa? Nó là động từ to arouse. Động này có nghĩa là khuấy động, gợi lên ấy, nó to arouse có nghĩa là khuấy động hoặc là gợi lên. Khuấy động gọi lên, được chưa? Câu này đơn giản là chúng tôi nuôi mèo thôi. Chúng tôi nuôi mèo rất là cẩn thận rồi, được chưa? Ok. Sell for, bán lấy tiền thì dùng giới từ for này. For. Ok. Ừ, tiếp tục câu số 17 đi ạ. The stores will inevitably end up with each other to increase their market share. Ok. Increase their market share. Được chưa? Nào, câu này thì mình sẽ chọn từ gì?
Câu này chúng ta chọn từ gì ạ? The store là cái cửa hàng này, đúng không? Là nó tất yếu là nó cũng sẽ kết cục của nó, end up đây tức là kết thúc của nó là nó sẽ như thế nào, đúng không? Tất yếu là nó sẽ kết cục là nó sẽ gì đấy với nhau để làm tăng thị phần. Sau up này đó là sau giới từ thì trong cái này nó sẽ là dùng verb in. Cái verb in này đi với giới từ with. Vậy thì cái động từ gì sẽ đi với with đấy con nhỉ? Ok. Có thấy một số bạn làm tốt rồi đấy ạ. Đâu đúng của chúng ta ở đây sẽ là động từ compete. Động từ compete của chúng ta nghĩa là cạnh tranh với, đúng không? Compete. Compete with. Cạnh tranh với. Dạ. Ok. Tiếp tục đi ạ. Câu này chúng ta có đáp án A, contest. Cái này có nghĩa là thi đấu hoặc là tranh luận. Yeah. Thi đấu hoặc là tranh luận nhé. Động từ contest. Contest này thì mang nghĩa là đấu tranh. Cái này có nghĩa là fight. Câu này thì chỉ mang nghĩa là cạnh tranh thôi. Để cạnh tranh giành lấy thị phần thì người ta dùng từ cạnh tranh thôi. Đấy. Market share là thị phần nhé. Complete là hoàn thành. Nên câu này thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C. Thấy chưa? Và cô cũng lưu ý các con nhớ thêm cho cô cái trạng từ inevitably có nghĩa là tất yếu. Được chưa ạ? Ok, câu số 18 đi ạ. Bill Gates has made large donations to numerous organizations. Câu này chúng ta có này. To là giới từ. Sau giới từ là danh từ thì danh từ có rồi. Numerous là tính. Tính này có tính từ rồi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thiếu một cái tính từ nữa để bổ sung nghĩa cho organizations hoặc là thiếu một danh từ để tạo thành danh từ ghép. Ok, cái này trong bài từ loại về danh từ tuần trước cô hướng dẫn các con rồi. Đấy, thì cô có hướng dẫn các con là thông thường thì sẽ là tính bổ nghĩa cho danh. Nếu như trong một vài trường hợp mà danh từ ghép được với nhau thì ghép. Ở trong tình huống này chúng ta nên chọn tính từ charitable hay là charity. Đó, và nó khác nhau như thế nào? Khác nhau thế nào? Ở đây không điền trạng nha. Trạng từ không đứng sau tính. Không bao giờ có tính rồi đến trạng. Chỉ có trạng tính danh chứ không có tính trạng danh. Charities là danh từ số nhiều thì cũng loại. Bởi vì nếu như ghép với nhau là danh từ ghép thì không dùng số nhiều. Được chưa ạ? Vậy ở đây chúng ta dùng charitable hay là dùng charity? Ok. Charitable hay là charity ạ? Các con comment giúp cô đi. Cô xem là các con sẽ lựa chọn gì ạ? Các cái tổ chức từ thiện thì mình sẽ dùng charitable hay là dùng charity organization. Ok. Nào, ở trong tiếng Anh thì người ta hay dùng tính từ hơn trong cái tình huống này. Tổ chức từ thiện là những cái tổ chức là có tính chất từ thiện. Cho nên là chúng ta sẽ dùng cho cô từ charitable. Ok. Charitable organization. Mặc dù trong một vài tình huống các con có nhìn thấy charity organization nhé, nhưng mà cô lưu ý các con là cái từ chính xác hơn và sử dụng chuẩn xác hơn đây là charitable. Được ạ? Những cái tổ chức mà có tính chất từ thiện. Numerous là nhiều. Bill Gates, tỷ phú số 1 thế giới đúng không ạ? Thường là số 1 hoặc số 2 gì đấy. Thì đã có những cái đóng góp gọi là quyên góp ấy ạ. Donation là cái sự quyên góp. Ok, sự quyên góp lớn đối với nhiều tổ chức từ thiện charitable. Ok, câu số 19. Thanks to the help of the teacher, she is encouraging progress in math. Nào đây có từ progress thì đi với lại là collaboration của chúng ta là gì ạ? Động từ gì đi với lại là progress? Động từ của chúng ta sẽ là make, được rồi, make progress in. Make progress in, tức là có sự tiến bộ về cái gì nhá. Nhờ có sự giúp đỡ của giáo viên này, cô ấy đang có những cái sự tiến bộ đáng khích lệ. Ở đây dùng thêm cái tính từ này bổ sung nghĩa cho danh từ progress, đó là những cái tiến bộ đáng khích lệ trong môn toán. Ok, make encouraging progress in math. Đáp án đúng là đáp án B. Được chưa? Nào, câu số 20. The soil reduced the productivity of the farm. Nào đây là có sự giảm nhá, reduced là giảm. Productivity là hiệu suất. Giảm hiệu suất đúng không? Giảm hiệu suất của cái nông trại này. Thì đây sẽ là gì? Fertility tức là sự màu mỡ. Ngoài ra nó còn có nghĩa là sinh đẻ đấy, sự màu mỡ, khả năng sinh đẻ. Hardship
là cái sự khó khăn cùng cực, poverty đó là sự nghèo đúng không ạ, poverty, inadequacy là sự thiếu. Thế ở đây đối với đất này nó sẽ là sự gọi là bạc màu đúng không, bạc màu nghèo đói của đất thì làm giảm, nó phải là poverty. Cái sự bạc màu của đất thì làm giảm đi cái hiệu suất của nông trại. Đáp án đúng ở đây sẽ là poverty. Được chưa? Ok nhá. Hôm nay là cô đã chữa cho các con 20 câu. Được chưa? Và ở trên page thì dự kiến của cô là cô sẽ chữa 20 câu thôi. Được chưa? Phần còn lại ở đây là chúng ta có 10 câu hỏi tìm từ gần nghĩa, 10 câu hỏi tìm từ trái nghĩa, thì sau đây cô sẽ cho các con đáp án. Và các con có thể tự tham khảo với các con ở trên page, mà các con tự học thì các con có thể tham khảo. Còn cái bài này, nếu như các con muốn xem chữa chi tiết thì cô chữa ở trong ProBalmer và ProBalmer Plus, thì cô sẽ chữa thêm đấy cái phần từ vựng này. Được chưa? Là cô chữa thêm ở trong khóa học. Được chưa? Còn các con ở trên page thì cô chữa 20 câu thôi, là bây giờ mình cũng đã gần học đã gần 45 phút rồi, đúng không? Đấy. Thì là cô cũng đã chữa cho các con rất cẩn thận và tỉ mỉ cái nội dung này rồi. Đúng không ạ? Được không? Hài lòng không ạ? Ok. Có cái câu gì nhỉ? Lại tôi chiều các em quá rồi cho nên là các em đòi hỏi phải không nó Ông thực ra thì cô cố gắng thương yêu tất cả các con. Cho nên là đây là cô cố gắng hết sức là mỗi ngày dành thời gian ra là livestream cho các con. Ở những bạn mà học trên khóa học thì chắc chắn là nó phải các bạn là phải có được những cái hơn đúng không? Chắc chắn là phải có được những cái kiến thức tốt hơn. Và những bạn nào mà theo khối D, theo khối A1 muốn nâng cao đẩy mạnh cái điểm tiếng Anh của mình thì chúng ta tham gia khóa học giúp cô. Được chưa? Ok. Nào, bây giờ câu số 21, hesitated, tức là do dự, thì sẽ bằng với waver, nghĩa là rất là do dự, phân vân. Inspired là truyền cảm hứng, thì sẽ bằng với lại motivated. Được chưa? Ok. Rồi, tiếp tục nhé. Câu số 23, stimulated, thì có nghĩa là kích thích, thì sẽ giống như là improved. Ok. Sophisticated là phức tạp, thì sẽ giống như là complex, cũng là mang nghĩa là phức tạp. Tiếp tục, principles là những cái nguyên lý. Nguyên lý thì nó sẽ giống như là từ beliefs, niềm tin. Ok. Tiếp theo chúng ta có từ idolize là thần tượng hóa. Thần tượng hóa thì ở đây sẽ giống như là từ worship. Được chưa? Worship. Ok. Câu số 27 với từ reserve. Từ này mang nghĩa là rất là bảo thủ, tức là rất là kín kín kẽ. Đấy, thì nó sẽ giống như là từ shy. Bây giờ rất là hiếm tìm thấy những cô gái reserve hoặc là shy. Được không? Chúng ta thấy những cô gái quá mạnh bạo, quá là gọi là cứ xông lấy đàn ông, đúng không ạ? Chúng ta không còn tìm thấy, có vẻ như rất là ít khi tìm thấy những cô gái là ngượng ngùng trước đàn ông, và chúng ta chỉ thấy những cô gái là gì? Outgoing, đúng không? Đấy, phi vào đàn ông mà thôi. Và đây là một cái điều gọi là có thể nói là deteriorating, đúng không ạ? Deteriorate, tức là cái sự suy đồi của xã hội đấy, đúng không? Chúng ta cần phải có một cái thế hệ mới, là một cái thế hệ con gái là quay trở lại những cái giá trị truyền thống ngày trước, đó là kín đáo, dè dặt, đúng không ạ? Thuần phục, đấy, yêu chồng, chung thủy, đúng không ạ? Câu số 28 này là gì? Câu số 28 này của cô có từ ideally. Ideally tức là một cách lý tưởng, đúng không ạ? Một cách lý tưởng thì ở đây cái ý ở đây đó là tức là yêu thích hơn ấy, preferably. Yêu thích hơn. Tiếp theo, chúng ta có từ land. Land đây tức là ý ở đây tức là có được, nhận được những cái vai trò lớn thì giống như là từ gain. Ok. Nào ở đây cô đưa ra cái đáp án tương đối là nhanh bởi vì là cô chỉ đưa ra đáp án thôi, còn cô không chữa được kỹ như ở trên khóa học. Nhưng mà nếu như các con học ở trên page mà các con có những câu hỏi gì, các con vẫn có thể tham gia group học tập của cô Phư, đưa ra những câu hỏi mà các con không hiểu để thảo luận nhé, thì vẫn có thể được hỏi đúng không ạ? Nào câu 30 với từ deficiency là thiếu hụt. Đây là thiếu hụt hormone. Thiếu hụt ở đây thì sẽ giống như là từ inadequacy, là thiếu hụt. Cái này nó là đủ này, cái này là dư thừa này, đó. Rồi, câu số 31, cô có từ jobless, và nhớ là bài này là bài tìm từ trái nghĩa nhé. Cô có từ jobless, đó là mất việc làm. Mất việc làm thì nó sẽ giống như là unemployed. Đó.
giống như là không được thuê, nó giống như là redundant, và trái với nó sẽ là supplementary, là được bổ sung. Một đằng là mất, một đằng là được bổ sung. Cái này là relief, là cảm thấy, tức là được an tâm ấy. À, an tâm, an tâm. Thì bây giờ trái với an tâm thì lại là lo lắng, sẽ là concerned. Một đằng ở đây là chúng ta có từ respectable, là đáng kính trọng, đúng không ạ? Thì một đằng ở đây sẽ là không đáng kính trọng, unworthy, không đáng kính trọng. Ok. Alright. Tiếp theo, chúng ta có từ amputate. Từ này trong sách giáo khoa luôn đấy. À, chúng ta có từ amputate, tức là gọi là bị cắt cụt chân, đúng không? Cắt cụt chân trái. Thì bây giờ thay vì là cắt cụt, tức là nó sẽ giống như là remove hay là cut off, thì trái với nó sẽ là mend, là được chữa lành. Reveal là hé lộ, đúng không ạ? Lộ ra, nó giống như là leak, đúng không? Nó giống như là uncovered, đều là hé lộ. Proclaim cũng là công bố. Đó. Thì trái với này nó sẽ là từ hit. Ở trong kỳ thi năm vừa rồi của chúng ta thì chúng ta thấy là nó có cái sự khác biệt giữa từ review và từ conceal. Nhưng bạn 2002 là học cô là đều biết từ này rồi. Đấy, trái với nó ấy. Giấu. Cái này là giấu. Được chưa? Hé lộ nhá. Giấu đi. Rồi tiếp tục. Tiếp tục đi ạ. Chúng ta có động từ emerge. Emerge của chúng ta lại mang nghĩa là gì? Nó xuất hiện, nó nảy sinh đấy. Nó sẽ giống như từ đấy, cái từ arise hoặc là từ come up. Ôi. Tí chết. Tí nữa thì khoanh, cái này là bằng nghĩa đúng không ạ? Bằng nghĩa. Nhưng mà cái câu hỏi này là câu hỏi tìm từ trái nghĩa. Vậy một đằng là nó nổi lên, một đằng là nó sẽ là mờ nhạt đi, là fading. Poorly educated tức là giáo dục rất là kém. Đấy, cho nên là cư xử rất là tệ, đúng không ạ? Tức là không có giáo dục. Thì trái với nó là có giáo dục, sẽ là knowledgeable, có kiến thức, có giáo dục. Fictional là thuộc về tiểu thuyết, tức là nó không có thật, tức là nó imaginary hoặc là unreal, và trái với nó sẽ là existent, tồn tại, có thật. Nó giống như là kiểu là real, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có từ challenging là rất là khó khăn. Nó giống như là difficult. Okay. Và trái với nó thì sẽ là một cái nhiệm vụ nó gọi là dễ hiểu, dễ dàng, comprehensible. Được chưa ạ? Comprehensible. Cái từ provocative này nghĩa là gọi là khiêu khích. Chúng ta có từ provoke là khiêu khích, chọc giận. Đúng không? Khiêu khích, chọc giận. Rồi tiếp theo chúng ta có từ intrigue. Thì cái từ này có nghĩa là gọi là gian gian dâm đấy ạ. Gọi là gian. Gian dâm viết thế nào? Gian dâm thế này. Đúng không? Gian díu đấy. Đấy. Có mưu đồ, intrigue. Ok, và câu cuối cùng, defend là bảo vệ. Bảo vệ thì nó giống như là protect, đúng không ạ? Và trái với nó sẽ là từ bỏ, không bảo vệ nữa, abandon. Cái từ abandon mình có gặp trong một cái câu khác, trong đề thi khác của chúng ta, đó là cái người thuyền trưởng đó là ra lệnh cho tất cả những cái người thuyền viên đó là bỏ thuyền ấy, là abandon the ship, bỏ thuyền. Khi mà thấy có tai nạn xảy ra, không cứu được thuyền nữa là bỏ thuyền ấy, dùng từ abandon. Ok, các con yêu quý, cái tiết học từ vựng này của chúng ta ấy, thật ra là rất là hay, và với nhiều cái từ vựng cực kỳ là sát cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Tất cả các bạn 2002 nếu như có mặt ở trong cái tiết học ngày hôm nay thì chắc chắn chúng ta cũng đã có nhiều trải nghiệm với kỳ thi. Chúng ta hiểu rằng là cô đang ôn luyện một cách rất là sát cho các bạn 2003, 2004, 2005 như thế nào cho kỳ thi. Không chỉ là ôn luyện cho kỳ thi mà chúng ta còn có thể đạt điểm số cao hơn trong cái việc học tập ở trên lớp nếu như các con dành thời gian ra học cùng với cô mỗi ngày. Ok? Alright, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những tiết sau nhé. Cảm ơn các con đã theo dõi tiết học ngày hôm nay của cô Phư, và cô hy vọng là các con thu được thêm những cái kiến thức bổ ích trong tiết học ngày hôm nay. Các con share về giúp cô nhé. Share tiết học về giúp cô ạ. Để mình lưu lại, không có sau là các con không tìm thấy, là các con lại cô ơi, con không thấy. Con không thấy là cô không có trách nhiệm để tìm cho con đâu nhé. Đó. Ok. Rồi các con yêu quý, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những tiết sau. Đấy. À, tiết học ngày hôm nay một bài giảng rất là mới cho các bạn 2003. Cô hy vọng là các con thích và chúng ta share về giúp cô. Rồi, hẹn gặp lại các con trong buổi học tối mai nhé. Ok. Chúc các con học tốt. Hẹn gặp lại các con.